Biết bà Hà không? Hà là ai vậy ba? Báo mà ăn mặc kín đáo chưa chắc đã là ngoan. Đôi khi những cái con sáng đi chùa hoa rơi cửa Phật, tối đi về lật đật lên ba tâm hướng Phật, nhưng dương vật hướng đủ đường nó lại sống như cái loài bươm bướm ấy. Yeah. My team.